Gần đây có nhiều câu hỏi trên kênh của mình á, hỏi về một số cái câu mình thấy khá là hay, ví dụ mà tại vì sao nhiều anh em khởi nghiệp nhuộm tóc mình mà vẫn thất bại. Nếu mà tóc bạc thì các bạn nên nhuộm sát chân. Bây giờ mình đang có mặt ở dưới Mỹ Tho và anh Ken là em mình học viên chưa vào nghề nữa, cũng đang học thôi. Thì sẽ cắt lại mái tóc này cho mình với là nhuộm lại, tại tóc nó hồi trước mình nhuộm màu hồng đó, giờ trôi màu ra nhìn nó dơ quá. Giờ trong lúc rảnh trước khi giờ để đi dạy với các bạn thì ngồi cắt tóc và mọi người cùng coi Ken ba ba cắt tóc nha. Đây đây, vừa cắt vừa à, lần đầu tiên đeo này luôn á. Dạ, dạ. Tháo cái kiến anh cơ. Để trước giờ toàn cắt tóc không chứ không có làm mẫu, ít làm mẫu á. Đừng cắt cao quá. Dạ. Cái này được chưa anh cơ? Có thấy được không? Nào không thấy. À. Rồi, dưới này cho sát sát xíu nữa. Dạ. Thì cắt hai bên đi rồi, rồi đổi cửa. Mở cửa mở mắt kính đâu có thấy kỹ khô gì đâu. Dễ cắt anh cắt thoải mái, anh có thấy được đâu khỏi lo. Cắt nhộm xong rồi tạo kiểu rồi đẹp đẹp nha. Mặc dù hết miễn phí thì cũng phải đẹp chứ không. Đây là một số cái câu mình cảm thấy khá là tâm đắc. Từ trong thời gian tới thì có thể là mình sẽ làm những video để chia sẻ. Tại vì mình thấy là cũng lâu rồi mình chia sẻ những dù chưa có chia sẻ những chủ đề như thế. Mình nghĩ mình không phải là một người giỏi nhưng mà về cái nghề tóc này ít nhiều gì mình cũng có một cái chút nào đó kinh nghiệm. Để mà mình nghĩ là những chia sẻ của mình không phải là nó sẽ giúp cho các bạn thành công, nhưng mà nó sẽ giúp cho bạn hạn chế được một phần nào đó những cái rủi ro mà các bạn gặp phải trong cái vấn đề mà khởi nghiệp kinh doanh nghề tóc. Làm tóc mà làm mình đã có nhiều cái câu chuyện trong quá trình mà làm nghề. Mấy đứa em của mình học nghề tốt nghiệp xong ở UC mở tiệm hợp tác làm chung rồi chưa con gây lộn chí chết hết. Một số cái thì lúc đầu mình đã góp ý cho các bạn rồi nhưng các bạn cũng không chịu nghe. Mà bây giờ gặp khó xử thì bây giờ khó để giải quyết lắm. Và những cái video này thì mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất của kênh YouTube Quốc Cường TV á. Bây giờ cameraman quay biểu diễn một số kỹ thuật của các bạn học viên này. Ken. Mặc áo vậy thôi chứ nó vui lắm mọi người. Mặt mình cũng áo mà, riêng của mình nó phải áo như mình nó mới học chung được chứ. Rồi, bắt đầu. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. À, em đợi anh nói xong. Thoải mái đi. À, thường bố em hớt đúng mà, nay hớt anh em thoải mái lắm á, không có rung. Nhưng mà anh rung. Đó anh gương bác phụ cạo thế nào nó cũng rung cho coi. Cạo tốt không? Thấy dao cạo còn tốt á. Các bạn biết đây là chi nhánh nào?
Đầu tiên là màu vàng, ở đây là chi nhánh Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang nha các bạn, chi nhánh thứ 7 đó. Chi nhánh này mở ra của mình là giống như một cái duyên luôn á. Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mở tiệm Mỹ Tho, và khi mở Mỹ Tho thì ai cũng nghĩ mình đó là một người con sẽ ra Mỹ Tho, nhưng phải mình ở ra nơi của gần đó Bình Thuận. Cho anh coi cái dao của em thay coi. Sao được? Cái dao của em thay. Đi lên coi. Anh cảm giác này, nhìn kỹ nè. Dạ. Nhìn nè. Anh thấy nó bị lú ra không? Thấy không? Nó lú ra khỏi cái thành không? Dạ rồi ạ. Khách họ bao giờ biết. Nhưng mà anh thợ, khách biết nó không đứt. Nhớ nhà nó không đứt. Nhưng mà mình cảm giác cảm nó sẽ khá là đau. Nên giữ nó vị trí bằng thôi, không có cho nó ra ngoài nha. Kỹ, không có ẩu cái này nha. Dạ. Tại vì khách hàng ví dụ mà họ không thích á thì họ sẽ không thèm nói, nhưng mà họ sẽ bỏ mình tiền mình luôn. Nó bị đau hả anh cơ? Ừ, nó bị đau. Nó cứ cạo mình bình thường đi, nó không đau nữa đâu. Cạo xong rồi anh Cường mới chữa sửa. Sẽ thấy nó sao nó hơi đau đau nhẹ, nhưng mà thật sự nó không đáng kể, tại vì nó đâu có đứt đâu mọi người, nó không đứt. Nhưng mà mình là một người thợ tốt thì mình nên để ý những cái vấn đề vì nó rất là nhỏ như thế luôn. Thế là mình chia sẻ cho các bạn học viên của mình nữa. Nhuộm màu đen có hàng mình có 2.0 ok. Để lấy cái hòn coi nhá. Học 2.0 là màu gì nhớ không? Đen. Không nhớ là xỉu luôn á. Có gì các bạn về cái bạn gì mà đi học buổi chiều đi làm đó, thì anh em có gì hỗ trợ chia sẻ cho bạn ấy lại giùm với nhé. Anh em giúp nhau trong việc học nhé. Rồi hoàn cảnh bạn ấy khó khăn, bạn ấy đi qua đi làm kiếm tiền thêm bạn ấy quá thì nó không còn như lá, nó lá là vườn gãy của nó và để tự nhiên thì nó mới đẹp. Các bạn nhớ nhé.
cái mua lết. Còn mà nếu mà anh em mình từ cái mua lết qua đầu môi nó cách nhau không có xa đâu. Một vài cú nhắn bật đời của anh em mình thôi chỉ thành đầu môi này. Anh em mình lưu ý cái đó, tóm lại là cần rất là kỹ những cái đầu mà tóm lại là cái bạn học viên cách giao cường không sao cả. Tóc mình có hư cũng được, không sao hết. Thoải mái. Tại vì đã chấp nhận giao cho học viên các trường mình đứng sợ hư đâu, sợ hư thì kêu bàn thở cắt ra rồi. Nhưng mà cường vẫn muốn tóc được vào học viên cắt không? Biết đi quay là biết nè. Không mà. Giờ tới còn nhiều. Mời anh khách ngồi ngay ngay xíu. Dạ. Đem lấy cái khăn. Cái này được rồi. Nó gì? Quét sạch mà đâu có gần gì cùng lắm. Áo anh áo trắng à. Cùng lắm hơi cái áo. Cường nói vậy xong nở anh Cường. Có gì đâu. Tao mua áo Shopee thôi nên không sao. Lúc nào mà anh ăn xấu quá cắt. Cái này á, các bạn tới đây gần xem nè. Gì vậy chứ? Nhuộm đen á. Nếu mà tóc bạc nha. Nếu mà tóc bạc thì các bạn mới nhuộm sát chân à. Còn mà nếu mà tóc nhuộm đen này thì các bạn cứ nhuộm cách chân thôi, không cần phải sát chân. Sát cũng được, không sao hết, nhưng mà nó không cần thiết. Tại vì cái chân tóc hiện tại nó đang là màu gì? Đen. Đen rồi. Nè. Thằng đang làm cho mình là giàu nhất. Em là nghèo nhất ở đây đó anh Cường. Chắc chắn luôn á. À, thằng nào ở đây thằng nào nấy cũng xài mắt tròn quá mắt. Em xài mắt hí chứ. Em mười mấy ngủ đất anh Cường. Có ăn cửa đó không á? Anh cũng có được 2 mét vuông đất với rồi. Xả nó cốc. Lấy cái ái giùm anh rồi, anh để đi. Của ai? À anh em nào lấy cũng được chứ gì đâu. Cái ấy là cái gì? Có vụ nhộn mà quên cái chiếc xe đẩy nữa hả? Hơi căng nha Ken. Dạ dạ. Lần đầu như lần cuối anh cơ. Anh tính tới việc lần cuối luôn rồi hả? À, anh em đừng có cười anh. Ủng hộ anh em. Ủng hộ đó. Mọi người cho một tràng vỗ tay cho anh Ken nào. Quá động lực dữ vậy ta. Nay Ken nhuộm một cái màu tóc rất là khó, đó là màu đen. Màu đen ánh đen. Quét sơ sơ thôi Ken ơi, cái màu đen này á, các bạn lưu ý là màu đen á, là chất kim loại nó là gì, mình chỉ cần quét cho dính thuốc là đen thôi. Còn nhuộm màu các bạn phải pha một cái lượng thuốc nó vừa đủ. Tại vì nếu mà các bạn cho cái màu nhuộm mà nó ít thuốc quá thì các bạn biết sao, nó không có đủ cái hạt màu để thấm vào tóc. Còn màu đen thì cứ đụng thuốc là đen thôi. Chảy dày dày lên đi, chảy nhanh không sao ẩu. Quản lý chị em đi thò, mấy anh em học viên góp ý là mấy anh có hiền không? Không giữ. Hiền khô. Hiền khô. Anh thấy chưa khô nha. Nhưng mà quản lý Mỹ Tho keo lắm. Tại hôm tối hôm qua biết sao không? Đức á, nó mở ra nó ăn trộm mà 2 muỗng sữa gì đó. Sữa gì mà sữa dâu gì đó. Mà hồn nó đắng đắng á, mà Mỹ chạy vô cất không kịp luôn. Với cái hộp sữa màu đen là của ai vậy? Hồi đêm Đức có ăn trộm nửa muỗng đó nha. Hồi đêm nó ăn trộm nửa muỗng. Cái hộp của ông Sang nó ăn trộm một muỗng. Mà nó ăn mà nó trào mật luôn, nó bỏ nó đổ vô miệng luôn, không pha nước luôn. Mọi rợ. Cameraman á. Hôm nay là video cây nhà lá sóc. Đây không có vườn, sóc cắt tóc á. Cái màu này khó lắm á, không phải dễ đâu, nãy anh Cường mới nói đó. Nếu một người chuyên như anh Cường mà nói cái màu này khó là biết rồi đó. Đâu phải ai muốn nhuộm cũng được đâu. Đặc biệt là không ai đâu phải không phải ai cũng có thể ngồi cho anh nhuộm đâu.
Anh Cường bảo chém gió mà. Cái chùm ở trước sao thương tiếc gì nữa không quét nữa. À, đang quét nè anh Cường. Rồi. Ở sao nó quét tới là trước quét sơ sơ rồi bắt đầu quét kỹ lại. Dạ. Nó quét gì chừng dày cũng như không sao đó, màu này nhuộm khỏe mà. Chủ yếu là kỹ thuật anh Cường. À, kỹ thuật. Dạ. Giới thiệu cho mọi người, đây là 33, 15 năm kinh nghiệm. Anh em đang nghe được rồi nha. Đừng bêu xấu anh coi, để anh Cường. Nhưng mà này có thể nào lát ra bị đốm không nè. Em mà ấy đốm mà hy hữu lắm anh Cường. À, đi vào lịch sử luôn. Và bằng tóc trắng vậy đó. Em mà ra ở sau nè. Muốn dùng màu xám không? Muốn phủ xám lên không? Em hả? Ừ. Ê, yếu phủ lên nó mới mượt. Không yếu còn gì ở đâu. Màu đen mà bữa không phải là Cường tiết kiệm, nhưng màu đen quét nhiều lên tóc nó cũng tốt, quét ít thôi. Quét hơi nhiều. Dạ. Rồi cứ để cho anh đi, nó đen. Cho mặt. Cho mặt. Mười, ba, bốn, năm, sáu, bốn, bảy. Hồi nãy cái bạn bên này cũng chạy có một phút mà. Hồi nãy bạn này chạy qua bên này nè. Rồi, ba. Rồi, qua đây trái luôn. Trái. Rồi, giếm đất, giếm không, giếm không? Từ, đừng qua đây quay cho nó rõ nè. Ôi chết mẹ rồi, sao tao nó không quay đấy. Sao nãy giờ không quay rồi. Sao tao nó quay một tuần vậy, ôi chết mẹ rồi. Rồi, rồi vô. 1, 2, 3, action. Bóng máy chưa vậy? Đang bóng thôi. Đang bóng nè. Giết, giết. Rồi. Quá, dùng dữ quá, dữ ngay tay thượng rồi. Hay quá, bóng tay đó. Cái này nó bóng tay nè. Còn ai xuống tiên chiến nữa không kìa? Ai chờ hỏi anh. Đi theo anh Cường nuôi riết giờ ai chơi cho nổi nữa đó. Anh Cường hay quá, nuôi còn bộ xương đó anh em thấy. Rồi, vô địch. Tại vì cái này là biết sao Đức thắng không? Tại vì nó cầm cái mồ nặng quá. À, đây.
hết đều cử được rồi. Không còn cái nào đề cử được nữa hết. Còn cứ để đây. Đây, đây em. Đây anh. Liên lạc lại với anh. Vô vô luôn. Rồi Trường. Còn là Phương Vinh thì Vĩnh Vinh không rồi à. Em đây, em đây nè. Vô. Lộn cái gì? Đúng rồi á, đúng rồi á. Không màu nè. Có nào từng tay trái không? Dẹp. Dẹp. Ngại quá. Do. Tay trái hả? Tay trái luôn đó. Một cái thôi đúng không? Đối thủ này nè. Một cái thôi. Một cái thôi nha. Tại vì nó tay. Nhưng mà giờ đứng đang đang mỏi có gần nghỉ mấy phút không? Không. Mình chấp mà. Chấp. Chấp. Ai không nói vậy đó vậy thôi. Tôi thắng cũng không quen mà thua thì lại càng vô. Thôi hai giờ nghỉ, hai giờ nghỉ đi. Nghỉ mai cho mai kéo. Ừ. Thôi chơi luôn cho nóng. À nhìn thấy là không ai chạm vô đâu. Em nói em thắng không? Hả? Hả? Ủa? Em nói em thắng không? Thắng. Phải phải nói từ đầu chứ, mình phải tin tưởng mình chứ. Ừ. Ngang kèo anh cười. Ngang kèo Đức nói Đức thắng Đức. Đức em nói không ngang kèo à. Thấy hiểu rồi. Dở lên thấy vậy ớn quá rồi. 3, 2, 1. Được rồi, được rồi. 1, 2, 1. Vô. Mày ơi Đức. Không, thua vẫn đẹp á. Thua vẫn đẹp, chơi hết mình. Đây là nét đầy lao động. Mà mình không sao đó. Không sao. Nói không nổi. May là hồi nãy em kêu là ăn kèo chắc chắn thắng mà cũng mới giờ ăn cáo rồi. Nó xung đột quá đây. Rồi còn ai tuyên chiến với Sam kìa. Một cái bóp tay của anh cỡ bóp chuối rồi. Vậy là mấy anh em chơi không lại sang sao đêm mới thua mình xong. Giờ không đá không thể đá nữa nên giờ không chơi nữa. Em cầm muốn nổi nữa. Cái kim bộ nặng không? Giao hữu rồi cũng mua rồi. Thằng này cần tay ký không? Mai nếu mà thằng Vinh nó thắng thì nó gáy ghê lắm, nhưng mà nó thua thì nó kêu là nó chỉ mới bệnh xong. À anh cường hay thì em đi với cái bụng đó rồi. Đó là chuyên gia. Thì thằng đó là anh biết lắm. Bây giờ đá banh nè, sắp tới anh hôm nó gặp, ví dụ nó gặp chi nhánh kia nó yếu mà nó đã thắng nó sẽ nói là đó tới giờ cái đợt trước mà có em thì đâu có thua. Phải không, anh Cường cho biết lẫy chứ. Nó nói là chú ăn đồ đạn mà. Don't want to test your luck with me. I think I've had enough. Tới khi cái tóc mình nó đã khô rồi á thì mình nhớ nha,
bắt đầu giờ mình bắt đầu lấy nếp là mình thấy cái mình muốn cái đường mua nó nằm ở đâu, mình muốn đường mua nằm đây thì mình thấy nó qua này đúng không? Rồi bắt đầu mình sơ sơ đi đó, rồi lúc đó mình phải dùng lực ròn, lực sấy á, mình sấy theo ý của mình, mình tạo kiểu cái keo gì đó là tùy ý mình, rồi cứ sấy đó, rồi sấy đi, cứ sấy đi, cứ sấy đi, thoải mái không sao, cái vòn thoải mái, không cần mỏ vịt đâu, mình sấy ao, mình lùn, sấy tạo kiểu. Một bỏ sát quên, rồi mở về chứ. Em bật cái sấy lên chị nha. Anh em chạy nè, đứng cái lực cho nè. Em cong nó lại em thấy rồi. Sát vô. Sát vô luôn. Sát vô cái vị trí này luôn, không có sấy sát chưa? Rồi. Nhìn nè. Đây, mình vừa sấy vừa kéo vô. Rồi các bạn, rồi em nhìn sấy nó cũng dài ra luôn hết được. Ừ, cái máy sấy cũng sấy rồi, em nhìn cái sợi em mới sấy nè, em nhìn nè. Rồi rồi. Thấy không? Và cái sợi em sấy lúc nãy nè, khác nhau không? Sợi này nó cúp vào, còn cái này nó cứ vẫn dẫn ra. Nên em nhớ nè, em chỉ cần sấy lớp mỏng thôi, không cần lớp nhiều. Rồi tiếp tục sát vô. Cứ tiếp tục làm như thế vài lần là em nhìn, em nhìn tổng quan này là nó đã có độ cong vào rồi. Đó là tóc con nó hầm lên thôi, chứ nó vẫn còn cái phần dưới này nè. Em không cần phải sấy bên này, không cần phải sấy bên này quá nhiều, chỉ cần cái phần này, có cái phần này thôi. À, tại vì em thấy nó bung ở hai chỗ này thì mình chỉ cần sấy đây thôi, rồi mình bước qua xíu rồi xuống rồi. Nè, vô cái lực luôn. Đó, đúng rồi, chính xác, thấy không? Dạ. Thấy nó phòng bồng mà, cứ mình cứ dí cái máy sấy vô, đừng có sợ cháy, không cháy đâu, tại mình kéo liên tục mà. Chứ mình có để một chỗ đâu mà sợ cháy đó, không sao hết. Đúng rồi, chính xác, chính xác, chính xác. Mình khác liền, sấy một cái là mình cảm giác nó khác liền. Học nhanh đó. Rồi, dí cái máy sấy vô, kéo mạnh lên. Giờ nhìn vô gương này, nhìn thấy khác không? Nó có độ cong nè. Thấy không? Nó có độ cong lên thấy không? Rồi mình rút keo đi được rồi. Cái thằng sau này không cần đâu. Cái này sấy xuống. Cái quát của WC với mình không? Cái mình có cái loại mà heo quát không? Có không trời? Có à. Đâu? Thủ kia. Ừ. Dạ. Nhìn có. Dạ, nhìn có. Cái này heo quát nó được. Cái này khác gì với cái kia được. Cái kia là không nước không? Hả? Thế à? Ở đâu? Nó cây giỏ mà. Trời, nó lúc này vô đóng rồi hay này lấy nhiệt hơn sao vậy? Nó mà. Cái này mới nhà sách.
và thực phẩm sáp nó sẽ nhiều, nó sẽ rất nhưng đề đại cái phần này trước mình có cạo luôn cái quá sẽ nó làm như mình biết không. Nó khỏi bung cái phần đó. Bung quái cuốn rồi gọi ta đi. Chơi chạy hả? Mà cái này nó. Sáng nay sáng cho nó ăn quá lên đầu. Em cảm giác quá nó dính lên đầu. Còn cho mình bút cái kiểu hằng hờ hờ đó, bút cào cào cho vậy nó không bao giờ dính đều được đâu. Rồi bắt đầu mình dùng cái lược răng thưa mình chải sơ là đậm hết. Đó đúng rồi, cái đó được. Đừng quên bước tính tiền nha anh. Đừng quên bước tính tiền. Không phải tính tiền chứ, anh Cường bảo một bước rất quan trọng lắm á. Bồng bềnh, những bồng bềnh chảy nhiều lần lên. Thế cái chơi sợi tóc nó tơi ra nè. Thấy không? Thấy nó tơi ra không? Rồi bắt đầu mình bắt đầu cái phần cuối cùng mình bắt đầu tạo nếp. Đó. Cái phần bên này nè, nhìn nè, nó chưa đủ tơi nè. Mình tiếp tục mình chảy cho nó tơi tơi ra. Chứ còn mà nó cứ bón cục quá thì nó mất tự nhiên. Nó không có độ ấm á. Nãy giờ mình sấy để cho nó phồng lên mà mình lại chảy cho nó sẹp xuống như thế thì nó lại mất cái độ đẹp. Nhưng mình phải làm cho nó phồng lên thì nó mới đẹp. Cái phần sau này nè, cho nó nằm xuống tiếp. Chảy mình mạnh đè đè xuống nó nằm xuống. Đẹp. Tại vì cái anh ngắn nó dẫn là kệ nó không có đáng kể. Tại vì tóc anh là hồi xưa cắt mua hắt rồi nó muốn dựng dựng lên. Bây giờ để kiểu này là nó sẽ dựng một phần không đáng kể ha. Này nó còn ngắn mà. Mình cứ để vậy thôi. Rồi. Xong rồi đó. Đây, mái tóc thì đã hoàn thành xong. Nha. Bye bye mọi người, nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của kênh YouTube của Kênh Đi. Bye bye khán giả. Bye bye. Bye bye khán giả mọi người ơi. Quá dài rồi.